hai sản phẩm để dùng kinh doanh online. Hello, xin chào toàn thể quý anh chị em. Hôm nay chương trình sẽ tiết độ cho các bạn hai sản phẩm các bạn cần phải có khi các bạn tham gia kinh doanh online. Như các bạn đã biết, có hai loại sản phẩm chúng ta có thể mua được trên online. Sản phẩm thứ nhất là sản phẩm vật lý. Trên tay Sơn Trịnh đây là chai dịch chiết Alagin 50%. Thì các bạn đã biết đây chính là sản phẩm vật lý. Sản phẩm vật lý gì? Sản phẩm vật lý là các bạn có thể cầm được, nắm được, sờ được, nhìn được, ngửi được và quan trọng nhất nó nằm ở trên tay của các bạn. Khi các bạn mua nó, các bạn cần phải trả tiền để các bạn mua về và các bạn mang ra các bạn sử dụng. Sản phẩm thứ hai là sản phẩm thông tin. Vậy thì tất cả những thông điệp của sản phẩm Anagin dịch chiết này nó chính là sản phẩm thông tin. Khi các bạn muốn kinh doanh trên mạng internet, việc đầu tiên các bạn cần phải cung cấp thông tin cho thị trường mục tiêu của các bạn để khách hàng Nắm được những cái bí mật, nắm được những cái bí quyết Hoặc nắm được cái thông điệp của sản phẩm này Dành cho tất cả những người khách hàng của chúng ta Khi mà khách hàng của chúng ta nhận ra rằng Ồ, oh, thông tin đó là hữu ích cho họ Thông tin đó có thể giải quyết vấn đề của họ Thì họ sẽ kết nối với bạn ngay lập tức để mua sản phẩm dịch triết Anagin này Tôi ví dụ một thông điệp như sau Đây là sản phẩm vật lý, chính là cái chai này Đó, còn sản phẩm thông tin như sau Cách để điều trị bệnh INT ở trên gà Hello, xin chào toàn thể quý anh chị em Có rất nhiều trang trại hỏi tôi Làm thế nào để chúng ta có thể điều trị được bệnh INT Chỉ sau khoảng 2 đến 4 giờ Vậy thì cách làm như sau Điều đầu tiên các bạn mua cho tôi Vaccine Lucaser IB Hoặc vaccine INT của châu Âu Sau đó các bạn dùng dịch chiết anagin này Các bạn pha chung với vaccine INT Các bạn nhỏ trực tiếp vào mắt của con gà Chỉ sau khoảng 2 đến 4 giờ Mắt của con gà sẽ trở lại bình thường Và con gà nó sẽ hết sốt Và khi đó xin nó sẽ có tác dụng cực mạnh để giúp cho con gà phục hồi sau bệnh ILT và đó chính là sản phẩm thông tin tôi đã tặng miễn phí cho bạn tôi đã bán cho bạn ở trên nền tảng internet để các bạn có được cái kiến thức có được cái thông tin ở trên thị trường vậy thì trên đây chính là hai sản phẩm các bạn cần phải có trên nền tảng online vậy thì trở lại câu hỏi của rất là nhiều đại lý thuốc thú y làm thế nào để chúng ta có thể kinh doanh online một cách thành công đó chính là bạn sẽ trở thành người bán thông tin lớn nhất trên thị trường À, tại sao Xuân Trịnh lại làm hàng nghìn cái video Hàng nghìn cái live stream và hàng nghìn cái thông điệp Dành cho thị trường online Nó rất đơn giản Xuân Trịnh đang bắt đầu bán thông tin trên mạng internet Và không sao Lần đầu tiên các bạn nhìn thấy thông tin của tôi Nghe nó rất là mơ hồ Nghe nó rất là buồn cười Nhưng không sao Sau khi các bạn nhìn thấy thông tin này 90 lần Nếu mà bạn là khách hàng khó tính nhất Bạn cũng sẽ sở hữu sản phẩm của tôi Không sao Không sao Không sao Chẳng sao cả Quan trọng nhất Sản phẩm dịch vụ của Phạm Xuân Trịnh Có thể đáp ứng một nhu cầu nào đấy của bạn có thể giải quyết một vấn đề nào đấy của bạn trong công việc kinh doanh của bạn và cảm ơn các bạn đã xem video clip này và các bạn nhớ cho tôi hai sản phẩm có thể bán trên online một là sản phẩm vật lý hai là sản phẩm thông tin vậy thì sản phẩm vật lý sẽ tốn tiền để các bạn đầu tư những sản phẩm thông tin do chính các bạn tạo ra vậy thì ngay giờ phút này ngay giây phút này các bạn hãy học cách làm sao để tạo ra những sản phẩm thông tin nó hoàn toàn miễn phí dành cho thị trường mục tiêu của chúng ta và thông điệp này dành cho những đại lý đang kinh doanh mà không biết bắt đầu từ đâu. Cảm ơn quý anh chị em đã xem video clip này. Kính chúc anh chị em mạnh khỏe và hẹn gặp lại anh chị em trong video clip sau.